Thực phẩm chứa nhiều chất béo nên tránh, giúp giảm mỡ bụng. Kem. Kem là thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo, nhiều đường, thường được tiêu thụ sau bữa ăn để bổ sung thêm calo cho ngày. Tuy nhiên, nên ăn kem với khẩu phần ít nhất để hạn chế hấp thụ quá nhiều calo. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên được chiên trong nhiều dầu và thường chứa nhiều muối. Điều này có nghĩa là có rất nhiều calo, cáp và chất béo. Thông thường, khi không kiểm soát khẩu phần ăn, có thể dẫn đến tăng cân. Thực phẩm chứa nhiều muối và chất béo cũng dẫn đến ăn quá nhiều. Bánh ngọt. Bánh ngọt và bánh quy thường được thưởng thức cho món tráng miệng, sẽ làm tăng thêm lượng calo hàng ngày của bạn mà không cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Thịt đã qua chế biến. Thịt đã qua chế biến như xúc xích hay thịt xông khói thường chứa nhiều natri và chất béo bão hòa, có thể là nguyên nhân chính gây ra mỡ bụng. Ngoài ra, thịt chế biến sẵn có liên quan đến một số nguy cơ sức khỏe như bệnh tiểu đường hay bệnh tim.